Mấy đứa đi chút Tết về đó hả? Dạ con mới về. Dạ má ơi, ngày mai chắc là 8 giờ sáng mình đi nha má. 9 giờ. Chị này, chỗ này của tôi sao tự nhiên chị lại ngồi vậy? Ủa, chị ngồi sau tôi đi. Ai nói chỗ của chị? Tôi thấy trống là tôi ngồi thôi. Trời sao biết trống? Ơi. Chỗ này của tôi nè. Chị muốn không? Ai làm chứng cho chị? Ai làm chứng nè? Chị hỏi coi phải mấy người này làm chứng không? Phải không chị? Phải chỗ tôi chị không? Chị nói chị mắc cười quá. Mắc cười vậy thôi thôi. Chị làm ơn chị đứng lên chỗ khác giùm tôi đi. Chị nó mắc cười. Chị làm cái gì vậy? Chị kỳ quá, chị đi khám bệnh mà chị ngang ngược với người ta làm sao chị hết bệnh? Trời đất ơi. Đi khám bệnh bệnh lao hay sao mà kịch mặt vậy? Bà Sử. Bà qua bển làm chi vậy? Qua bên kia ngồi đi. Tôi khám bệnh. Qua đây tôi khám cho. Trời ơi. Đi. Tôi bệnh quá rồi cái tôi lú lẫn tôi quên mất à. Trời ơi bị sao qua đây tôi cạo gió bấm huyệt cho. Đi qua đẩy rẻ lên. Lấm 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 lấm. Đi qua đây. Ui. Trời đất ơi, cạo tới đầu gió tới đó nè. Bà bị trúng gió rồi đó. Vậy mà ông chị qua tôi sớm. Nhẹ nhẹ tay thôi bà. Tại vì hôm qua tôi đi nắng về rồi tắm liền cho nên nó bị trúng đó. Ủa, mà chuyện bà với con dâu bà tới đâu rồi? Tôi với nó quề rồi. Hôm trước tôi với nó nói ra những gì không tốt về nhau. Ủa, bà nói hả? Rồi nó cũng nói nữa. Rồi bà chịu như vậy sao? Ừ. Nó dám nói ra những cái gì nó không bằng lòng về bà hả? Ừ. Ôi trời đất ơi, rồi bà chịu như vậy sao? Tôi thấy cũng khó, nhưng mà nó có một cách rất là hay. Nói gì thì nói á, con dâu mà cãi tay đôi với mẹ chồng á, mà lại nói ra những cái tật xấu của mẹ chồng là cái điều không có thể chấp nhận được. Tôi thấy vậy cũng tốt, chứ mà để trong lòng ngày này qua ngày khác, hiểu lầm nó càng lớn hơn, khoảng cách càng xa hơn, mai mốt bà muốn hàn gắn cũng khó. Bà nghĩ lạ quá. Có ở đâu lạ, thương con mình là được hết trơn á trời á. Mình phải biết thương con trai mình chứ. Trời ơi, con tôi bữa nay nó 93kg rồi đó. Trời đất ơi, bà nói cái gì mà nghe tôi không hiểu gì hết trơn vậy? Sao bà hiểu được? Bữa nào đi, bà rủ hết mấy bà bạn tới đây, rồi con dâu tôi qua nó nói cho nghe. Cái bà này ôm sùm quá à. Nói nhỏ nhỏ thôi, con dâu bà nghe được hả, nó cằn nhằn mình đó. Trời ơi, mấy bà yên tâm đi, không có chuyện nó xảy ra nữa đâu. Sao hả? Sao vậy? Hai má con thỏa thuận với nhau rồi. Ủa, thỏa thuận gì? Trời ơi, không biết gì hết trơn hả? Hai người làm lành với nhau rồi. Nè, uống nước đi, uống nước đi. Sao, mấy bà không tin phải không? Để tôi kêu con dâu qua, mấy bà sẽ thấy liền nghe. Thấy chưa? Đâu. Alo. Ăn hả con? Qua đây mấy biểu coi. Trời ơi, dữ không? Gần chút xíu mà cũng điện thoại. Vậy nó mới sốc chứ. Dạ thưa má, dạ con chào mấy dì. Con nè, con làm gì bển vậy? Dạ con đang khám bệnh.
Nói bệnh nhân chờ chút đi. Nè, má với mấy dì sắp sửa đi Đà Lạt chơi rồi. Ừ. Con biết gì ngoài Đà Lạt, nói cho má với mấy dì biết thôi. Dạ, không? Má với mấy dì chuẩn bị đi Đà Lạt hả? Ừ. Trời ơi, nếu mà như vậy á thì má phải nhớ á là má phải mang theo quần áo ấm. Ừ. Với giới nè, găng tay nè. Tại vì á, thời tiết ở Đà Lạt tháng này á có thể sẽ không lạnh, nhưng mà mình vẫn phải phòng hờ đúng không? Mà thời tiết á có thể là nhiệt độ thấp hơn 20 độ C mà cũng có thể là không lạnh tại vì có nắng ấm. Mấy dì cũng có thể là mang theo dù, tại vì ở Đà Lạt hay có mưa phùn lắm. À. Dạ con dặn vậy thôi à, tùy theo thời tiết. Nhưng mà rồi mình có đeo thuốc men gì không con? Về cái khoản này á thì má phải nhớ á là má mang theo thuốc cảm nè, thuốc đau bụng nè, thuốc sổ mũi nè. Tại vì con nghĩ á, lên trên đó trời lạnh mình sẽ dễ bị sổ mũi với cảm lạnh. À. Mà thức ăn ở trên đó đặc biệt tươi và ngon, nhất là rau sống á. Ừ. Nhưng mà mấy dì phải nhớ nha, phải lưu ý coi chừng là bị chói nước do là sử dụng nước uống. Ừ. Dạ thì dì nào bụng yếu thì mình mang theo thuốc, còn không thì thôi không cần thiết. À, đó mấy bà nghe con dâu tôi nói không, nghĩa là nó dặn ra những điều cần thiết. Dạ. Nhưng mà má hay không là tùy mình. À, đúng rồi. Dạ vậy thì má với mấy dì chừng nào khởi hành vậy? Xe trên Sài Gòn á 6 giờ khởi hành. Ơ vậy chừng nào má đi Sài Gòn? 3 giờ. Trời, dạ. Từ đây lên tới Sài Gòn chưa tới 3 tiếng đồng hồ mà con. Dư sức mà cầu biểu tượng đúng không? Ờ. Má ơi, giờ này 3:30 rồi. Gì? Ủa? Con nói sao vậy? Đồng hồ má mới có 2 giờ à? Ờ. Mới 2 giờ à? Hình như cái đồng hồ đó nó chết rồi hay sao á má? Đồng hồ của con là 3:30 rồi nè. Chết cha. Nhỏ này ăn mới nhớ. Vậy đúng rồi. Đồng hồ tôi bị chết. Trời ơi. Hôm qua nó chết thì tôi bị ông đi mua bia thai mà ông quên. Chết rồi bây giờ sao con? Trời ơi vậy sao? Đăng ký xe rồi giờ sao? Chắc luôn rồi, chưa có trường 2 là kẹt xe nữa đó. Bây giờ 6 giờ có gì thay bên đồng hồ. Mấy dì bình tĩnh nghe theo sự sắp xếp của con. Bây giờ nè, mấy dì có số điện thoại của công ty du lịch ở trên Sài Gòn không? Ai có lẹ lên đưa cho nó coi. Nè con. Dạ. Alo. Dạ xin lỗi, phải Phú Vĩnh Long không ạ? Dạ anh ơi, mấy giờ thì có xe đi Sài Gòn vậy anh? 10 phút nữa hả? Dạ rồi, vậy bây giờ anh cho xe tới đường Nguyễn Thị Minh Khai phường 1 đón giùm 5 người nha anh. Dạ rồi, xe gì cũng được hết trơn á, miễn sao đúng giờ là được rồi. Dạ. Ok rồi, cảm ơn anh. Dạ. Rồi sao? Rồi má. Vậy là 10 phút nữa xe sẽ đến đón mình. Nó cho xe nhỏ tới đón mình đưa ra trạm á. Má với mấy giờ chuẩn bị đồ xong. Rồi. Đi kia coi chừng quên nha. Rồi. Dạ. Alo. Dạ, phải công ty du lịch AA không ạ? À, dạ chị ơi, có phải công ty mình chiều nay á có một cái tour đi Đà Lạt 4 ngày mà khởi hành lúc 6 giờ chiều không chị? Dạ đúng rồi, dạ tại tôi có đăng ký cái tour này. Dạ, dạ người đứng tên là Bùi Thị Bích Hằng ở Vĩnh Long. Dạ. Hả? Ôi chị ơi, dạ vậy nè, tại vì á nhà tôi á bây giờ có chuyện gia đình gấp quá trời nên không có xoay sở kịp, cho nên là bây giờ lên không có kịp giờ khởi hành á. Chị làm ơn chị đổi giùm cho tụi tôi xuống 7 giờ được không chị? Dạ đúng rồi. Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Dạ rồi, tụi tôi sẽ cố gắng đến sớm. Dạ rồi, dạ. Ý chị tên gì vậy chị? Dạ, chị bên bộ phận nào? Tên gì? Ồ, dạ rồi. Tên gì con? Dạ tên Hạnh. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chị nha. Vậy là coi như là chị tiếp nhận thông tin này rồi, chị báo lại với công ty với trưởng đoàn giùm em nha. Dạ rồi. Dạ trời cảm ơn chị. Dạ tốt quá. Dạ em chào chị. Dạ. Sao? Rồi vậy bây giờ á, má với mấy dì khi mà lên Sài Gòn á, đến cái công ty du lịch AA, nói là gặp chị Hạnh. Nhớ nghe. Dạ, Hạnh nha. Ừ, Hạnh. Ở bên bộ phận điều hành. Đúng rồi, bộ phận điều hành. Rồi, xong. Bây giờ mình chuẩn bị đồ đạc. Đưa cái nhỏ tôi đi, trời ơi chỗ bà nè, nè chỗ bà nè, lên đi mày lên kỹ coi có quên đồ không gì. Cảm ơn con ơi, con cảm ơn con nha. Má ơi quên áo khoác. Quên nữa trời. Cảm ơn dâu.
nếu nữ muốn kéo khách về lại bên mình á thì hãy dán khắp nơi hình mặt cười này ở nhà của nữ, rồi dán hình mặt buồn ở nhà bên kia. Nhớ nha, không được dán lộn. Dán lộn là sẽ không hiệu nghiệm đó. Đi nói nghe nè. Dậy, dậy nhanh lên. Em nói, em nói chuyện nha. Vậy, chuyện gì, hai nhỏ đi học chưa? Trời ơi, bữa nay thứ bảy mà học cái gì. Dậy nhanh lên, em nói nè. Quên, cho anh nghỉ ngủ túc nữa đi. Mệt quá, bực mình dễ sợ. Dậy em nói nè, nhà mình ở phía trước ai dán hình tùm lum kìa. Hình gì vậy? Hình mặt người. Mặt anh hay mặt em? Trời ơi, mệt ghê, dậy đi rồi coi đi rồi biết. Nhanh lên coi. Trời ơi, từ từ, đang ngủ mà. Lẹ lên. Trời ơi, em đi nó coi kìa, lẻ lên. Nè 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 nè. Sao vậy anh? Cái gì vậy? Trời ơi, tưởng cái gì chứ mấy cái này tụi nít quỷ nó phá phách với người lớn nào mà rảnh rỗi làm mấy chuyện tào lao nè em. Thiệt tình. Mà sao dán đầy nhà mà nó trơn kìa. Tưởng đâu chuyện gì chứ. Em làm anh hết hồn á. Vô ngủ. Mệt quá. Kỳ vậy ta. Nhưng mà anh ơi, em thấy nó kỳ kỳ. Ha ha ha!
Anh có thấy cái bảng má ghi ơn trước không? Ghi gì em? Trời đất, xin vô tư quá vậy. Thì cái bảng má ghi khuyến mãi 1 tặng 1 đó. Hả? Tặng gì? Không lẽ khám bệnh tặng thêm bệnh hả? Thì cũng gần giống vậy á. Cạo gió thì tặng giác hơi à. Còn bóng quyệt á thì tặng thêm 1 lần chăm cứu. Trời, má nghĩ đâu ra cái chiêu kỳ vậy trời. Không lẽ khám bệnh rồi tặng thêm bệnh, có khác nào má trù người ta bị bệnh thêm không? Thì em cũng nghe người ta nói vậy á, nhưng mà em đâu dám nói lại với má đâu. Thôi được rồi, để bữa nào anh gặp má anh nói cho. Hay là em làm giống má đi. Hả? Chích mũi, tặng thêm mũi. Trời ơi, có duyên dễ sợ luôn vậy đó. Chuyện vậy cũng nghĩ ra được. Nào cũng giỡn được. Anh là con của má mà. Anh nãy giờ tới anh chưa vậy anh? Nãy giờ anh đỡ không? Đợi từ sáng giờ thật mệt. Cái bà này vô duyên mất lịch sự quá. Từ đâu tự nhiên chen chen vô đây vậy? Khám bệnh có sắp hàng cái thứ tự chứ. Thứ tự gì? Chồng tôi chờ từ hồi sáng giờ. Anh nói đi, anh là chồng của em đi anh. Đúng rồi, bà xã. Nè. Cái gì mà ồn ào mất trật tự vậy hả? Đi khám bệnh mà không có văn hóa thì sao hết bệnh được? Chuyện gì? Thầy coi. Đi khám sao tự nhiên chen chen vô rồi. Đi khám bệnh phải có thứ tự chứ. Sao kỳ cục vậy? Ai chen với bà? Dạ chào thầy, chồng em bệnh nên hai vợ chồng đi khám chung á mà thầy. Thôi bà lanh chanh quá hà. Bà có bệnh mà bà dư hơi quá đi. Tôi có bệnh gì đâu. Không bệnh tới đây chi? Chồng em bệnh nên chồng em nghe nói có khuyến mãi nên dắt em đi theo. Chồng em bấm quyệt, em thì chăm cứu. Nếu mà không làm bỏ uổng. Mệt quá. Tự mấy người giải quyết đi. Thôi bởi ta nói khách nhiều rối trí gì lắm á. Bà Bích Hằng ơi, có khám bệnh không bà Bích Hằng? À, có. Người kế tiếp. Trời ơi, thì ra là mấy bà đó hả? Trời, giỡn con chút xíu mà làm gì cái mặt quạo đeo vậy bà? Tôi không thích mấy bà giỡn kiểu đó. Mấy bà giỡn kiểu đó tôi đốt không lông ráng chịu nghe. Thôi cho xin lỗi, hồi sáng giờ chưa mở hàng sao đòi đốt tôi vậy? Thì bên kia có hàng đống người ngồi chờ mà bên này không có con ma nào hết trơn á, thì không quạo mới lạ. Nè, mấy người phải bạn tôi không? Nói chuyện gì mà nghe dễ xa nhau vậy? Thôi, mình già rồi, ganh đua với con dâu làm gì? Tôi mình như bà hả? Dẹp luôn, khỏi làm. Ngồi vậy để hưởng phước tuổi già. Nè, thấy chưa? Đi chơi như ba đứa tụi tôi có phải vui hơn không? Trời đất ơi, tôi biết rồi. Tôi đâu có sung sướng như mấy người hả? Có con cái phụng dưỡng, chu cấp tiền bạc. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. À, tuần tới đi suối nước nóng Bình Châu chơi đi ha. Đi, tôi không đi. Ủa, sao vậy? Bộ còn giận phải không? Không có giận hờn gì hết. Nhưng mà mấy bà cũng biết á, tôi chỉ rảnh mấy ngày Tết thôi. Chứ ngày thường tôi có đâu có cái đi được. Đi hoài mất khách sao? Trời. Có khách đâu mà mất. Gì? Bà nói cái giọng đó là tôi không thèm nói chuyện với bà nữa nghe. Bà này nói kỳ quá. Mấy bà nói giỡn gì kỳ cục quá à. Cứ xấy vào nỗi đau của người ta không à. Mấy bà nhớ hồi mấy bà quen tôi không? Hả? Ngày nào tôi phải đuổi bớt khách đi đó. Ở cái khu này nè, ai danh tiếng bằng tôi? Nhớ không? Nhớ mà. Đó là thời quanh liệt của Bích Hằng mà. Nhưng mà tôi nói cho bà nghe, tre dạ thì măng mọc, sống sau nó vô sống trước. Cái điều quan trọng là bà phải biết thức thời và bà chấp nhận thực tế. Đúng rồi đó. Bà đừng có cố chấp quá. Càng như vậy càng tổn thương thêm thôi. Tụi tôi là bạn bà, tụi tôi mới khuyên bà vậy thôi. Mà mỗi ngày, mỗi chứng kiến khách bên kia đông đùm nượp, mà bên này không có một bóng ma nào hết.
sao khỏi chạnh lòng, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà thôi bà ơi, đi chơi với tụi tôi cho khuây khỏa hả? Ừ. Bộ mấy bà tưởng tôi không muốn được ung dung tự tại mấy bà hả? Nhưng mà lương tâm của một người thầy thuốc không cho phép mình được nghỉ ngơi khi mà bệnh nhân đang cần mình ra tay cứu giúp. Chẳng thà bệnh nhân bỏ thầy thuốc, chứ thầy thuốc không thể nào bỏ bệnh nhân. Mấy bà làm gì vậy? Sao mỗi lần tôi nói tới câu này là mấy bà mặt mày như đưa đám vậy? Tụi tôi là bạn của bà, thấy bà không vui á tụi tôi sao vui được. Đúng rồi, bạn buồn mình có vui đâu bao giờ. Bà ơi, sớm quá trời quá đất à. Nhưng mà tôi thấy phải tìm cách khác, chứ không có thể ngồi chờ chực như vậy hoài được. Bây giờ mấy bà biểu tôi làm sao? À thì tôi gợi ý vậy chứ tôi cũng không biết cách làm sao. Trời, trời. Vậy nói chi vậy trời? Ừ nè, tôi có cách này nè. Cách gì? Thay vì bây giờ bà ngồi bà chờ khách, ừ, thì bà tự tìm đến khách đi. Là sao? Vậy là sao? Nhiều chuyện nó xảy ra, đừng nên quên hết chứ lấy chữ tình. Có vui buồn á thì cũng bỏ qua, tình làng nghĩa sớm xin nhớ người ơi. Sống ở đời phải có lớn có nhỏ, chuyện không đâu cứ nói xin nói xỏ. Nhưng mà chuyện gì nó cũng phải có lý có tình chứ chị Năm. Không có lý có tình gì hết á, tôi phải qua gặp nó để nói rõ. Nhưng mà chuyện nó nhỏ như con thỏ, nếu không khéo chuyện nhỏ nó sẽ thành to. Sống ở đời, nhiều chuyện nó xảy ra, đừng nên quên hết chứ lấy chữ tình. Vui buồn á thì cũng bỏ qua đi, tình làng nghĩa sớm xin nhớ người ơi.